Thứ ba, Phật dạy người đệ tử kiếm được tài sản nhờ sự chăm chỉ tinh tấn để còn phòng khi tai họa đến. À, ở trên đời này, thưa các Phật tử, không ai nói trước được, đúng không? Không ai nói trước được. Có thể tai họa nó ập đến. Đấy, giống như Lào Cai, như là Yên Bái, như Lai Châu vừa rồi, mưa lũ ập đến một cái, ai biết trước được. Ào một đêm là mất hết cả nhà cửa, mất cả người luôn. Có phải không? Đấy, rồi chúng ta không thể biết được tai họa nó giáng xuống lúc nào. Cái nghiệp quả của mình nó trổ ra lúc nào, mình có biết đâu. Đấy, mình không phải thánh nhân, không biết trước được. Cho nên ý, nếu mà ta nghèo khổ, ta không có tiền của dự trữ, thì khi tai họa ập đến, ta chống trả làm sao được đấy? Nghèo. Đấy, Thầy không nói đến mất người, mà nếu ta mất hết nhà cửa, vừa rồi đấy, ở Lai Châu, ở Yên Bái, mất hết nhà cửa, rất nhiều gia đình, nếu không có những cái tài sản dự trữ, không có, thì khổ không? Mình phải chờ đợi cái sự cứu giúp của xã hội, thì được bao nhiêu? Chia ra không được bao nhiêu, mà rất khổ, bo bíu. Thế thì nếu mà mình có tiền của, có tài sản mình cất giữ, hay có tiền mình gửi tiết kiệm, thì mình yên tâm thôi, mất cái chỗ đấy mình có cái này, nó sẽ bù đắp cho. Đấy, khi tai họa bất ngờ nó ập đến. Các Phật tử thấy không? Những cái rủi ro đấy, không ai biết được. Cho nên ở xã hội thì bây giờ họ lập lên cái ngành bảo hiểm. Cái ngành bảo hiểm là để phòng khi rủi ro tai họa nó ập đến. Thì chúng ta có những cái tiền bảo hiểm nó đỡ cho mình. Cái bảo hiểm nó rất nhân văn ở chỗ đấy. Các quý Phật tử có điều kiện nên tham gia bảo hiểm. Khi mà mình có sự cố gì, cái tai họa gì trong đời nó xảy ra, thì cái bảo hiểm đấy nó bù đắp cho mình. Nó giảm thiểu cái tổn thất cho mình rất nhiều. Thì đây cũng thế. Thế muốn mua được bảo hiểm cũng phải có tiền, có tài sản. Cho nên đấy là một cái lý do để chúng ta phải tích lũy tài sản, phải làm giàu. Rồi Phật lại dạy nữa, cái lý do thứ tư để cho người